bạn. Và buổi tiệc nào thì cũng phải tàn ha. Và công nhân tụi tôi thì cũng phải dậy. Và một cái Tết qua đi thì chúng tôi lại phải bắt tay nhau để bắt đầu vào làm việc. Và sau đây tôi xin truyền tải là những cái hình ảnh mà ngày đầu năm chúng tôi đi làm ha. Đầu năm đi làm chủ yếu là vô dọn dẹp máy lại một chút xíu nữa, xong rồi là công ty sẽ tổ chức bốc thăm trúng thưởng đầu năm hái hoa dân chủ ha. Đây trên tay tôi đang là một cái lá phiếu để ghi những cái lời chúc tốt đẹp treo lên cái cây mai ở đầu kia. Và bây giờ không chần chờ nữa, tôi sẽ đưa bạn đi ha. Trên bàn của chúng tôi đây là có những gói quà, hộp quà tùy theo giá trị lớn nhỏ ha, tùy theo hên xui mà các anh chị em công nhân sẽ bốc thăm được ha. Hình thức bốc thăm thì bằng cách sẽ quay cầu lô tô tùy theo các con số. Bên đây cũng là những phần quà công nhân đang xếp hàng dài để chờ bốc thăm trúng thưởng. Đây là cái nồi cơm biển. Chúc mừng năm mới mọi người á. Những cái tờ phiếu may mắn như nãy á thì mình sẽ ghi những cái lời chúc tốt đẹp và treo lên cái cây mai nè ha. Treo lên những cái cây mai, treo lên cây mai nè. Lột quà ra đi, lột quà ra khỏi coi thử cái gì đi. Lột ra đi, lột ra đi. Đó là cái gì à? Ồ, hai người giống y nhau luôn. Mấy chương trình gì à? Bây giờ mình sẽ ghi lời chúc thôi. Mình sẽ ghi lời chúc để treo lên cây mai. Bởi vì mình cũng là một công nhân mà. Mình chơi tiếng Anh các bạn ạ. Nãy giờ là mình đã đi một vòng để mình bốc thăm ha. Cái gì cũng phải xếp hàng, có quy củ trật tự. Và bây giờ mình sẽ review nhanh cái hộp quà mình vừa nhận được. Bây giờ mình sẽ phui ra. Tiếp đựng nước à. Một cái ống đựng nước các bạn ơi. Phui ra luôn. Một cái ấm đựng nước để mình lấy nét cho các bạn ha. Cái này mình sẽ dùng để uống trà, uống nước ngọt, uống nước trà đá vân vân và vân vân. Người bây giờ cũng vơi dần ha. Nãy giờ mình phải đi một vòng để mình xếp hàng bốc thăm cho nên là mình không quay được trọn vẹn. Số quà còn lại còn ít rồi. Hầu như năm nào cũng vậy, số lượng quà công ty mua về để cho anh em bốc thăm trúng thưởng đó, thì sẽ dư. Cho nên là một số người nếu tranh thủ ở lại thì đi vòng thứ hai, tức là sẽ bốc được hai món quà. Cái view đẹp thì có một số người đang tranh thủ chụp hình ha. Khung cảnh tranh giành nhau những cái món quà cuối. Những cái phần quà cuối còn lại tạo ra một cái khung cảnh giành nhau. Đầu xuân mà bạn vui có phải không bạn? Đang khui hàng nha mọi người. À quên lộn, đang khui quà nha. Nè anh em, khui quà ra trước ống kính để khui quà nè. Quà của chữ máy mình này, của đại ca mình ha. Đây đại ca đi khỏi dùng cái phần mình sẽ lén mình khui ra. Trời ơi, cái chung tích cũng đó. Cao đang khui lẹt luôn hả?
Cái này là cái gì ta? Cái gì tú? Đây là cái gì? Nồi hấp. Nồi hấp mà. Giờ đại ca nó đi mất tiêu rồi, mình lấy luôn, mình trả lại cho nó cái hộp. Không, lấy đá nhét vô. Mình lấy đá, trả lại cho nó cái hộp. Vậy là mình trả cho nó là ok rồi, phải không? Đó, sao mình có. Cái gì bắt đầu với ta đó. Cái này mình lượm đi. À, như những gì các bạn vừa thấy trước ống kính đó là trao lì xì đầu năm của ban lãnh đạo công ty tới cho các công nhân viên. Và vừa rồi mình vừa mới nhận một bao lì xì của các sếp. Đây là lì xì đầu năm của mình ha. Giá trị là 100.000. Và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Chúc các bạn một năm mới gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý. Nếu các bạn thấy hay hãy like, subscribe, chia sẻ với kênh YouTube của mình. Bye bye.